Em ơi, phôi tứ linh của anh đến đâu rồi? Và trả lời anh, phôi tứ linh của anh đang được các em làm rất là cẩn thận và trau chuốt. Đầu tiên là con lân của anh đã được các em là phá ra hết khối rồi. Ra được hình dáng, ra được chân, mặt, mũi. Rồi đến con rồng bắt đầu đã ra được cái đầu này, ra được cái thân này. Đặc biệt là cái chân của con rồng đang được móc ở từng cái khe chân, từng cái vòng lửa đều được các em trau chuốt và móc ra. Ở bên trên đó là con phượng. Thì do là phôi gỗ rất là ngắn cho nên là các em đã ghép cho anh một cái đôi cánh của con phượng nên nó sẽ có thế hơn. Và kiểu dáng thì đang được các em tạo các cái dáng và các cái bố cục. Nên quý vị yên tâm là mặc dù ở xa hay là ở gần thì tranh gỗ Bùi Gia luôn luôn cập nhật cho khách hàng theo từng ngày, thậm chí là theo từng giờ, theo từng cái clip mà khách hàng yêu cầu. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm với cái chất lượng cũng như là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của tranh gỗ Bùi Gia.